Cho hỏi là bố em đang uống sữa non thì có thể uống cây sả đen có được hay không ạ? Và uống như thế nào là tốt nhất ạ? Chào bạn, xin phép thông tin với bạn về sữa non như sau. Sữa non là sữa đầu, là loại sữa chứa rất là nhiều kháng thể và có lợi cho cơ thể. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì sữa non là một trong những loại thực phẩm mang lại rất là nhiều lợi ích cho những bệnh nhân như là bệnh nhân bị ung thư, bệnh nhân tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp và suy nhược cơ thể. Bởi vì hàm lượng kháng thể trong sữa này rất là dồi dào. Cây sả đen thì có lẽ không còn xa lạ đối với người Việt, đặc biệt là những bệnh nhân bị ung thư. Trong nhiều năm qua thì bài thuốc từ cây sả đen dường như đã trở thành một bí kíp bỏ túi cho những bệnh nhân bị ung thư và đặc biệt là những bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối khi mà bệnh viện đã từ chối điều trị cho bệnh nhân. Cũng có rất là nhiều câu hỏi của bệnh nhân gửi đến cho nhà thuốc chia sẻ tâm sự. Qua hơn 10 năm cắt thuốc cho người bệnh thì chúng tôi chưa nhận thấy cây sả đen có tác dụng phụ và hay là gây phản ứng gì đối với các loại sữa, kể cả sữa non. Nhưng để đề phòng xa hơn thì chúng tôi khuyến cáo là bệnh nhân nên uống cây sả đen cắt sữa non khoảng 1 giờ đồng hồ. Vì vậy thì trong trường hợp của bố bạn là đang uống sữa non thì ông vẫn có thể sử dụng được cây sả đen bình thường bạn nhé. Lưu ý đối với bạn là để tránh làm giảm tác dụng của bài thuốc hoặc là để tránh làm ảnh hưởng đến quá trình hấp thu dinh dưỡng trong sữa thì người bệnh nên sử dụng bài thuốc cây sả đen cắt thời gian uống sữa non ra khoảng 1 giờ đồng hồ. Một số thông tin nhà thuốc xin được chia sẻ đến với bạn.